Chào các bạn. Mình đang đứng ở cây xăng Quốc Thắng các bạn, qua cầu Nhân Hội. Ở đây có khu du lịch cửa biển các bạn. Mình thấy cái bảng đây lâu rồi, đổ bê tông luôn. Không hiểu tại sao mà cái khu du lịch người ta tạm dừng hoạt động lâu rồi. Bên kia có một cái câu lạc bộ, có cái con visa thiệt bự các bạn, ở trên đầu của Quốc Thắng á. Ở đây người ta cũng nghỉ lâu rồi. Đó, cái con visa mà chỗ đó hồi xưa là mở một cái câu lạc bộ visa. Phía bên đây thì cây xăng vẫn còn hoạt động các bạn. Phía sau cái bảng đây có cây xăng hoạt động. Đây là cái bảng Seagate là cửa biển các bạn, bây giờ ngừng hoạt động này. Đây khu du lịch, được cái đường hồi xưa đây là cái bãi người ta giữ xe các bạn, xe hơi xe máy là giữ trong này, người làm cũng quy mô lắm, bây giờ không hoạt động luôn ạ. Mình thấy cái này cũng không hiệu quả hay sao. Đẹp các bạn, cái khu du lịch đó thiệt đẹp luôn á, mà tại sao không biết là kinh doanh sao mà không có khách rồi mà. Người ta làm đường luôn nè, làm đường đi vào nè, đó đi vào khu du lịch luôn, đường nhựa luôn á. Đây khung cảnh đẹp các bạn, sát cái chân núi, sát một chân núi, mà chân núi đây phía trên này nó có một cái miếu các bạn, mình không biết thờ cái gì, mình cũng không tìm hiểu được, mà mình cũng thấy cái đường đi lên cái chỗ nào ạ, hình như là nó đi lên ở đâu trong cái khu du lịch cửa biển này, mình tính là đi vào khu du lịch này để mà đi lên cái miếu ở trên này, mà giờ khu du lịch nó không hoạt động rồi. À, hôm nay mình đi qua cầu Nhân Hội các bạn, đi qua cầu Nhân Hội là mình sẽ đi về cái khu đô thị mới Nhân Hội lại một lần nữa. Hồi trước mình quay một lần rồi bạn, nhưng mà là lâu rồi, chắc phải cả 2 năm nay rồi mình không ghé qua. Thì hôm nay mình ghé qua là mình thấy trên Google là có một cái cồn nổi các bạn, cồn nổi từ cái khu kinh tế mới Nhân Hội đi ra Đầm Thị Nại các bạn, có một cái cồn nổi, mà cái cồn này nó cũng đặc biệt là nó nằm ở phía Nhân Hội bạn, từ Nhân Hội đi ra. Nhưng mà không hiểu tại sao là nó là thuộc Phước Hòa các bạn. Thuộc Phước Hòa tức là thuộc về Tuy Phước. Phước Hòa là Gò Bồi các bạn. Mình cũng không hiểu tại sao nữa. Bây giờ mình đưa các bạn đi lại cái khu kinh tế mới. À quên, xin lỗi. Khu dân cư mới Nhân Hội. Và đi ra tìm cái đường đi ra cái cồn nổi đó thử các bạn. Tham quan thử. Giờ mình sẵn qua đây trời nắng đẹp mình cũng đi chơi thử. Giờ xin mời các bạn đi cùng mình. À, trước khi đi mình giới thiệu các bạn, đây lương thực của mình đem theo 2 cái bánh bò 5.000 các bạn, 4.000 cho chưa tới 5.000, 4.000 ăn dặm để có sức đi qua cồn nổi. Nó chơi cho ăn sáng rồi các bạn, đây mà ăn chơi cho vui, đem theo ăn chơi cho vui. Rồi bây giờ xin mời các bạn đi qua khu dân cư mới Nhân Hội và cồn nổi thuộc Phước Hòa. Đây là cái xăng các bạn, cái xăng Quốc Thắng. Bên đây là cái khu mua sắm và khu giải trí, bây giờ là cũng không hoạt động các bạn. Giờ mình đi vào tới đây gặp một bụng binh rất lớn các bạn. Cái bụng binh này hôm bữa mình quay nó cũng nhiều đường rối rắm các bạn. À, coi các bạn chỉ dẫn nè, đi thẳng là hướng đi FLC. Qua tay trái là khu đăng kiểm xe cơ giới Nhân Hội. Qua tay phải là thôn Hoa Sen.
Đây qua tay phải là Tôn Hoa Sen rồi bạn. Giờ mình còn đi thẳng đây là mình đi tới là đường đi qua Nhân Lý và đi qua Lộc Xê. Bây giờ mình sẽ qua bên tay trái rồi, tay trái và phía đây nè, còn tay trái trên kia là đi vô cái khu đăng kiểm rồi bạn. Đi qua cái đường khúc trên kia là qua cái trạm đăng kiểm, còn mình đi qua vùng bên đầu tiên đây sẽ qua cái khu dân cư mới Nhân Hội. Tức là mình đi theo con đường ven đầm Thị Nại và cái đường cũ ven đầm Thị Nại thì bữa nay người ta có tráng nhựa được một khúc rồi các bạn, có một đoạn được tráng nhựa rồi, còn một đoạn vẫn còn bê tông, không biết là bữa nay là người ta đã tráng hết chưa. Giờ mình trở lại mình đi thử thôi. Giờ mình sẽ đưa cao camera lên quay cái đường đi các bạn. Rồi mình lên đường. Quay lòng vòng cho các bạn hình dung, dễ hình dung cái con đường này. Bên đây có đặc trưng là cái phía Nhân Hội này có đặc trưng là cát các bạn. Nhân Hội Nhân Lý này nói chung là đặc trưng là cát. Bữa nay người ta cũng đã trồng cây phủ tín để mà nó ngăn cát nhưng mà vẫn còn. Cái đoạn đây đường bê tông đây người ta hình như là còn cải tạo lại, vẫn còn bê tông rồi người ta cải tạo lại mở rộng lại. Đó, người ta mở rộng hai bên mới là một bên, còn mở rộng thêm bên nhưng mà chưa tráng nhựa các bạn, còn trong kia là có đoạn tráng nhựa, đoạn đây thì chưa tráng nhựa nhưng mà mở rộng ra con đường này. Đi nó còn gập ghềnh, cái đường bê tông nó hơi dọc lâu lắm rồi mới qua lại, mà từ trước dịch tới giờ mới qua lại cái đường này được. À, người ta vẫn còn làm nữa, nó đổ thêm cái tông một bên để mở rộng con đường, còn chắc bên đây người ta làm phải làm tiếp một phần bên đây nữa. Nó có cái cục móc giới hạn cái đường, chắc người ta vẫn còn làm. Đi con đường này nói chung mình yên tâm hơn là đi đường Nhân Lý ngoài kia các bạn. Tại vì cái đường Nhân Lý kia là trống, nó không có nhà cửa. Cho nên ví dụ mình đi trong đây mà xe cộ nó có đặc gì thì cũng còn ở nhà dân. Còn ngoài kia là đi đường không nhà cửa mà nó trống. Trở ngại gì cái là mình chắc cộ. Còn hoặc là phải kêu điện thoại cứu hộ. À đoạn này người ta đổ thêm bê tông rồi mà mới đổ này, đoạn ngoài kia người ta đổ rồi, đoạn này mới đổ, mang ra còn ướt rồi.
đó, nó đang làm rồi, nó lâu quá rồi mới đi qua đó. Cập nhật số hình ảnh về cái đường qua Nhân Hội luôn ạ, khu kinh tế, khu dân cư mới Nhân Hội, quên khu kinh tế hồi xưa tại đó hay gọi khu kinh tế mới. Lót nhựa để đổ bê tông. Không biết là mai mốt người ta có tráng nhựa lên đây. Đây mà tráng nhựa lên nữa là đẹp hơn. Đây nhìn qua bên trái là đầm Thị Nại các bạn. Hình như sắp tới cái khu dân cư mới rồi. Mình nhớ là khoảng mấy cái số 4-50 số gì ở dân cư mới. Ở đây còn dài mà đã đổ bê tông mới ra. Đây có mấy cái gì là nuôi tôm đó, đây có mấy cái một để mà quay đảo sụp nước mà. Nước cho nó khỏi ứ đọng lấy oxy. Cái xe lớn là phải nhiều. Cái đường cũ này là nó nhỏ mà ơi, cái cũ này hồi xưa là chủ yếu chạy xe máy thôi, do bây giờ người ta đang làm đường rồi, người ta cho xe lớn chở vật liệu á, chứ hồi trước cái đường nhỏ này gần như là xe tải nhỏ với là xe máy chạy là chính. Rồi, sắp tới đường nhựa. Đúng rồi. Đây có cái tin đường xa kìa, có tin đường. Đây, chính xác đường nhựa. Kìa, đây đường ấy chính xác. Em quá. Cát Hải 18 km. Cát Hải là chỗ cái kiếm đi ra, và đi ra cái chỗ mà đền của Trung Trực đó. Là cái khu ven biển đó là Cát Hải, là quê của Nguyễn Trung Trực các bạn. Hôm bữa mình đi một lần. Nói chung là mình đi làm YouTube rồi mình mới biết ra thêm những thông tin này kia bạn. Hồi xưa đó mình đọc thì nhiều khi mình cũng không để ý. À, thôn Vĩnh Hội á, cái thôn cái chỗ mà dọc dọc biển đó là thôn Vĩnh Hội. Cát Hải quê của Nguyễn Trung Trực. Qua đây đường nhựa các bạn thấy có tin đường ha, hai bên người ta đổ thêm bê tông hai bên mở rộng đường rộng. Nhìn thẳng con đường này thì mình thấy mấy cái cột điện gió và cái cánh điện gió ở như là tiếng. Đây là khu dân cư mới mà còn mình rẽ vô khu dân cư mới rồi ngồi vô lại khu dân cư này. Giờ mình không đi khu dân cư nữa mà mình đi ra cái vùng ven đầm này, tìm cái đường đi
ra cái cồn nổi. À, mình đi ra cái đường sát với tầm thế này thì ví dụ đi ra cồn nổi. Còn khu dân cư mới đây thì hình như thấy người ta cũng xây dựng như cũ nhưng cũng chưa có thêm nhiều. 2 năm rồi cũng không có thêm nhiều. Đây bên đây là tầm thế này mà. Nhớ trong đây có cái thịt đăng. Ở đây có cái chùa, hôm trước là cái chùa đây không tham quan được. Bây giờ cái chùa người ta có cho tham quan, mình vô quay tham quan để biết cái chùa. Ở khu dân cư mới Nhân Hội. Trống nhiều à, đất còn trống nhiều. Thấy cũng y như cũ mà, cách đây 2 năm mình đi thấy nhà cửa cũng như vậy. Hình như chùa Linh Sơn mà. Chùa Linh Sơn Phật Lồi. Đây có một chùa nữa. Đây là cái am gì. À đây Dinh Bà Thủy. Đây Dinh Bà Thủy các bạn. Đây là thuộc thôn Hội Thành Nhân Hội. Đã khóa cửa. Dinh Bà Thủy. Đây là Lăng Ông. Dinh Bà với Lăng Ông. Lăng Ông Nam Hải. Xây năm 17 các bạn. Năm 2017. Như vậy thì khu dân cư này học chưa có thêm nhà mới nhiều mà còn sống. Đúng là sửa nóng mới, sửa thảo thường phong thư. Đúng rồi các bạn. Cầu yếu nè, cấm xe tải nè các bạn. Giờ mình đi ra đường đó nè. Cầu yếu cấm xe tải. Mình đưa camera lên cao. Đây đường bê tông các bạn. Cái đường đây đi ra cồn phải không em? Đường đây đi ra cồn phải không? Đi ra cồn nổi hả? Cồn nổi của Phúc Hòa hả? Cồn Giảng hả? Cái này thuộc Phúc Hòa phải không? À dạ đúng rồi. Đi vô được không? Vô chơi được không? À cảm ơn em. À đây là Quỳnh Giảng mà. Thuộc Phúc Hòa. Mà cái đường đi ra là từ mình kêu cồn nổi mà ở đây người ta không biết, người ta không hiểu. Tại vì thấy cái cồn nằm ở giữa đầm đó mà. Giờ đây người ta kêu là Quỳnh Giảng. Cái này cũng lạ. Mày muốn quản lý ở đây thì bên tỉnh Phúc Hòa họ đi xuống mà đi qua Nhân Hội luôn. Không có đi vô cái khu này được. Đây xã Phúc Hòa nữa. Đây thôn Quỳnh Giảng Nam. À, đúng với đường xã Phúc Hòa. Đây là thôn Quỳnh Giảng Nam, xã Phúc Hòa. Đi tham quan thử.
phụ đây để gõ cầu mà. Đây có một cầu Bình Đông. Cầu là cầu Bình Đông nha. Rồi có cái ăn cục cá. Cầu Bình Đông. Cầu có không anh? Ủa, nắng quá hả? Nãy giờ nó ăn hết mồi hả? Cá bự quá hả? Ủa chỗ đây người ta có nuôi không anh? Hay là cá tự nhiên? À xong. Ờ anh làm nghe đi. Cầu Huỳnh Đông các bạn. Thấy có một anh mặc đồ công an, không biết là phải về hưu không, đi cột cá. Ồ đây có điện ba pha này bạn. Điện ba pha người ta dẫn vô cái khu này. Đi được tới đâu thông quan tới đó nha bạn. Đi cho biết cái thôn Quỳnh Giáng Nam. Vậy còn Quỳnh Giáng Bắc nữa bạn. Chắc còn một cái chỗ Quỳnh Giáng Bắc nữa. Mình thấy đây là chuyện Nam. Đây còn có nước ngập thôi. Nước ở đầu chảy thì nó ngập. Đây mà cũng nước nổi ngập luôn nè. Ngay đầm này mà ngập. Ủa chẳng cửa đây cũng đông á. Buồn dạng nam. Phước Hòa thì phước. À, cảm ơn em. Chỗ đây trong đây nước lô không ạ? Anh nói còn 500 mét nữa là hết con đường đây. Theo đường chỗ đây, khu đây mình ngập nước lụt. Giờ mình đi mới biết. Mưa cao lên, coi khu đây. Nam đi vô là kéo chúng ta đi ra tỉnh Tây.
tới 500 m gần hết. Cùng chân trước là cái đồng các bạn, rồi giữa đồng, giữa đồng các bạn, khu đây là ở giữa đồng Thiên Hải á. Còn hết đường nha anh, hết đường hả? Hết đường hả? Đi chơi đi đâu biết rồi. À đi chơi, đi cho biết mà. Bên đây là hết, bên đây là trường học hả? Đây trường học hả? Đi ra đường nào? À rồi, cảm ơn anh. Bây giờ cua lại bạn hết đường rồi, vô trường học. À quay trường học luôn á, đây trường học. Còn đường nào nữa không anh? Quay bên đây hả? À, cảm ơn anh nha.